Thưa quý vị, theo quy định dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liền 4 ngày. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc và đặc thù nghề nghiệp, nên nhiều công nhân lao động ngày nghỉ lễ cũng diễn ra như bao ngày làm việc khác trong năm. 11 giờ đêm, thành phố vẫn sáng đèn. Những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc dọn dẹp thành phố và kéo dài đến 1-2 giờ sáng hôm sau. Khi mọi người đang vui vẻ tận hưởng không khí của kỳ nghỉ lễ, thì nhiều công nhân vệ sinh môi trường vẫn tất bật làm việc. Trách nhiệm với công việc, nỗ lực hoàn thành sớm nhất, tốt nhất công việc được giao, đó có lẽ là những điều mà những công nhân vệ sinh môi trường luôn nghĩ đến khi làm việc trong kỳ nghỉ lễ. Nghề vệ sinh môi trường của bọn mình thì thứ nhất là một số thì có thể là vì cuộc sống mưu sinh, cũng như là một số thì có thể là gắn bó với cái nghề này nó lâu rồi. Cho nên là dù biết là vất vả đó, nặng nhọc đó, những ngày thường cũng những ngày lễ, mình cũng phải chấp nhận phải đi làm. Luôn đồng hành với người bệnh trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Năm nào cũng vậy, đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các y bác sĩ vẫn miệt mài với công việc chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân. Những ngày nghỉ lễ Tết là dịp người lao động của nhiều ngành nghề được nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình bạn bè. Nhưng với nhiều người làm ngành y thì dịp lễ Tết có khi lại là những ngày làm việc vất vả hơn. Cụ thể bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng nay khoảng gần 1.000 bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Với đặc thù bệnh viện bà mẹ trẻ em có cả cái lực lượng người chăm nữa, cho nên nó gấp đôi cái số ấy lên, để tạo một cái công việc rất là nặng nề cho cái đội ngũ trực. Tuy nhiên là vì trách nhiệm nghề nghiệp rồi cũng như lương tâm nghề nghiệp, các bác sĩ đều phải vui vẻ và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ và thấy được bệnh nhân nó khỏe mạnh hàng ngày thì cũng là cái nguồn động viên và cái niềm vui cho bác sĩ. Còn đối với những lao động tự do, thay vì lựa chọn nghỉ ngơi bên gia đình trong ngày nghỉ lễ, họ vẫn lựa chọn mưu sinh nhằm có thêm một chút thu nhập đem về cho gia đình. Nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 không có nhiều ý nghĩa đặc biệt, có chăng cũng là cơ hội để kiếm thêm nhiều tiền hơn một chút. Nói tóm lại là tôi thì như là lương là cũng có, đồng tiền cũng có, mà hàng ngày sinh hoạt thì nó cũng có tiền để sinh hoạt, cho nên là cuộc sống nó với cuộc sống cả thôi. Nước sinh thì phải ra hàng ngày, ngày lễ ngày Tết đi, và tôi nó có ngày nghỉ mà. Ngày lễ như thế này thì tôi vẫn muốn là cái như được nghỉ để đi chơi, đi nhời đối tí. Nhịp sống hối hả khiến cho nhiều lao động không có ngày nghỉ lễ hay không được nghỉ lễ một cách trọn vẹn. Mỗi người lao động một hoàn cảnh, một công việc khác nhau. Dẫu công việc tuy có mệt nhọc, nhưng niềm vui, nụ cười vẫn luôn thường trực. Bởi với người lao động, làm việc hăng say khiến cho cuộc sống mỗi ngày tươi đẹp hơn.